Sắc tùng tâm khởi toàn thể thị tâm. Câu này quan trọng. Nó nói lên điều gì? Nói lên hiện tượng vật chất. Năng duyên là sáu căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sở duyên là sắc pháp. Hình sắc âm thanh mùi vị xúc chạm và pháp. Năng duyên, sở duyên. Lục căn lục trần, lục thức, toàn thể thị tâm. Vì sao vậy? Bởi do tâm hiện. Sắc tùng tâm tạo. Tâm là năng tạo, sắc là sở tạo, tức là hình sắc âm thanh mùi vị xúc chạm và pháp là sở tạo. Năng tạo là tâm. Tâm này một nửa là chân tâm, một nửa là vọng tâm. Chân tâm là nhân, vọng tâm là duyên. Nhân duyên đầy đủ thì cảnh giới hiện tiền. Cảnh giới là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn hiện tiền. Cho nên thể của pháp là tự tánh. Toàn thể là tâm. Tâm này là tự tánh. Sắc tùng tâm tạo. Tâm là tự tánh. Tự tánh là tâm. Năng sanh năng hiện, năng sanh vạn pháp. Như trong Pháp Bảo Đàn Kinh đã nói, đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Câu đâu ngờ ở đây, ngày nay chúng ta nói không thể ngờ. Tự tánh có thể sanh vạn pháp. Tự tánh có thể hiện vạn pháp. Khi tự tánh mê thì gọi là thức. Thức là vọng tâm. Nó mang đến mê muội. Trí huệ đức tướng trong tự tánh cũng mê mờ. Đã mê rồi thì vọng tâm này khởi tác dụng. Tác dụng này là biến hóa. Ba loại chu biến trong Hoàng Nguyên Quán. Loại thứ nhất là chu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, tức là tướng mạo của nó. Nó như vậy. Cho nên thức là năng biến. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là sở biến. Năng biến, sở biến. Không có thức thì không có vọng tâm. Cảnh giới bên ngoài là thuần trơn, không vọng.
là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Gọi là cõi pháp tánh. Hữu tình chúng sanh trong cõi pháp tánh gọi là pháp tánh thân. Vô tình chúng sanh cũng là pháp tánh thân. Hoa lá, cỏ cây, sơn hà, đại địa, ngay cả hư không, cũng gọi là pháp tánh thân. Hữu tình và vô tình cùng một thể. Trong giáo pháp Đại Thừa gọi là thực tướng của các pháp. Cho nên hai câu sắc tùng tâm tạo toàn thể thị tâm, Như Lai đã thấy được. Người minh tâm kiến tánh thấy được. Đây là vào tri kiến Phật mà xem trong kinh Pháp Hoa dạy.